Năm nào cũng vậy, vào thời điểm này thì bánh trung thu đã được bày bán ở khắp các siêu thị, các chợ và tại nhiều tuyến phố. Hiện nay thì các địa phương trong cả nước cũng đang gấp rút để tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu. Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cơ sở sai phạm, góp phần đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe của người tiêu dùng, ghi nhận sau đây tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra 181 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến các mặt hàng được sử dụng trong dịp Tết Trung Thu như bánh, mứt, kẹo, bánh trung thu. Trong đó tập trung vào kiểm tra nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt kiểm tra kỹ đối với mặt hàng bánh trung thu. Đã tiến hành kiểm tra là 50 cơ sở, phát hiện là 13 cái đơn vị là vi phạm. Và đoàn đã tiến hành nhắc nhở, và trong đó một cái đơn vị là tiến hành xử phạt với cái mức xử phạt là 2,2 triệu đồng. Đoàn cũng đã tiến hành lấy 80 cái mẫu sản phẩm để tiến hành test cho 138 mẫu test nhanh. Đó, thì tất cả các cái chỉ tiêu này là đều âm tính. Đó là một cái điều rất là đáng phấn khởi. Nhìn chung các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có quy mô lớn đã tuân thủ tương đối tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như xây dựng hệ thống xử lý môi trường, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh tốt, sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ. Nghiên cứu cho ra sản phẩm mới thì công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cũng rất là được chú trọng. Công ty cũng đã đầu tư thêm dây chuyền, máy móc thiết bị hiện đại, khép kín, tự động hóa ở một số khâu, tăng năng suất sản phẩm và cái công quản lý theo chất lượng ISO. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số cơ sở sản xuất kinh doanh còn vi phạm về thực hiện quy định lưu mẫu thực phẩm, kiểm định vi sinh nước định kỳ, giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong khi đó, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nằm rải rác tại các địa phương hoặc các cơ sở sản xuất bánh thủ công cũng chưa được kiểm soát. Với những cái cơ sở nhỏ lẻ thì năm 2017 tháng 2 năm 2017, Ủy ban tỉnh đã ban hành cái quyết định 02 về phân cấp quản lý và đối với các cái cơ sở nhà lẻ thuộc trách nhiệm của ngành công thương, thì ủy ban tỉnh đã phân cấp cho ủy ban cấp huyện để trực tiếp quản lý đối với các cái cơ sở nhà lẻ này. Do đó, các địa phương khi được phân cấp cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở nói trên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Đồng thời, người tiêu dùng cần chủ động trong việc lựa chọn các sản phẩm có uy tín, nhãn mác đầy đủ nhằm bảo vệ sức khỏe chính mình